Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Quý vị thân mến, bước sang tuần thứ 2 của tháng 1, từ ngày 8 tháng 1 đến 15 tháng 1, năm con giáp dưới đây sẽ gặp vận đỏ hơn son, dù bạn làm gì cũng thành công rực rỡ. Những người kinh doanh, buôn bán, được thần tài ghé thăm, buôn may bán đắt, một vốn bốn lời. Về vấn đề tiền bạc, các bạn có thể được lộc từ bạn bè, người thân, họ hàng. Trong chuyện tình cảm với những bạn còn độc thân, thì ngày hôm nay các bạn có khả năng cao sẽ gặp được một người yêu lý tưởng. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu có một tuần mới đầy kỳ vọng. Bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể cả quý nhân nữa. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong tuần này. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai. Tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định, một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư, kinh doanh trong tuần này thì bạn nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn, không nên nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo của người không đáng tin cậy. Tử vi cho rằng tuần này bạn gần như không gặp những vấn đề gì nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, tuy nhiên vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể của mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn uống quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên, xào, nếu không sẽ dễ dẫn tới các bệnh dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra, cần hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Tuần này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương. Đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Xem tử vi tuần thứ 2 tháng 1 của 12 con giáp, hôm nay là ngày để người tuổi Dần tìm kiếm những giá trị mới mẻ, lý tưởng cho đời sống của mình và từ đó tâm hồn con giáp tuổi Dần được mở rộng, tinh thần bạn được tích cực hơn. Hãy cho chính mình cơ hội để làm mới bản thân theo ý nghĩa tích cực nhất. Các tinh chiếu mệnh báo có tin vui liên quan tới tiền bạc, có thể chỉ là một dấu hiệu nhỏ thôi nhưng cũng là lúc để bạn tìm được hướng đi phù hợp cho mình. Nếu đang hoang mang, bạn nên lắng nghe và thử làm theo những người có kinh nghiệm bạn nhé. Tử vi dự báo tình hình tình cảm đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp so với trước trong tuần này. Các cặp đôi vượt qua bao sóng gió, thử thách để đến được với nhau, nay có thể nhân cơ hội này tính đến chuyện trăm năm hạnh phúc. Một số người tuổi Dần còn trẻ thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên đi mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý, giờ thường xuyên. Tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Tỵ. Xem tử vi, công việc của người tuổi Tỵ trong tuần này trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn trước khá nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tiếp thêm cho bạn sức mạnh lớn lao, giúp bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh, con giáp này chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Đây là thời điểm những khoản thu từ nghề tay trái đổ về thêm đầy túi của bạn. Vận tình duyên cũng khởi sắc, người độc thân có gặp được mối nhân duyên tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Bạn có thể gặp lại người bạn cũ lâu năm hay gặp được những người tâm đầu ý hợp cùng chia sẻ những dự định tương lai của mình. Mối quan hệ giữa bạn và người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ.
Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trạng thái mới trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Tuần này, công việc làm ăn của người tuổi Mùi tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn, chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Vận mệnh của người tuổi Mùi khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi trong tuần này. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Mùi có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Phương diện sức khỏe cũng gặp một số vấn đề không đáng kể do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên đi mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Trong tuần này, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã có những bước tiến triển khá rõ rệt. Cả hai có thể đi đến quyết định nên duyên đôi lứa trong khoảng thời gian này. Tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thân. Xem tử vi cho thấy có quý nhân trợ lực nên tuần này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng từ trước tiến triển ổn định, dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Thân khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa, trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lãi lời khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được những vụ làm ăn giá hời. Các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi, thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Người tuổi Thân luôn ý thức được rằng gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình nên luôn biết trân trọng và gìn giữ. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng giữ khoảng cách hợp lý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong tuần thứ 2 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!